Công ty cổ phần kỹ nghệ toàn cầu, gọi tắt là GTEC, tiền thân là Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và kỹ thuật Trung Trung Việt, được thành lập vào năm 2003, có trụ sở tại số 15, đường số 6, khu Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động trong lĩnh vực cơ điện lạnh và cấp thoát nước MEP với sự chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng là trên hết. GTEC còn là nhà phân phối chính thức sản phẩm máy lạnh của Samsung, Daikin, thiết bị điện của các hãng Schneider, Klipsch, Panasonic, Simon, KDV, TPT, v.v. Qua 17 năm phát triển, GTEC hiện có hơn 100 nhân sự, chiếm gần 60% kỹ sư công nghệ cao. Chúng tôi đang hợp tác với hơn 5.000 khách hàng doanh nghiệp có quy mô công trình vừa và lớn, trải dài từ Bắc vào Nam. GTEC đang cung cấp cho các khách hàng với các lĩnh vực sau: tư vấn thiết kế, cung cấp và lắp đặt trọn gói hệ thống kỹ thuật điện, hệ thống nhiệt lạnh, hệ thống thủy lưu, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống an ninh thông tin, hệ thống BMS và Smart Home, dịch vụ bảo trì cơ điện. Các khách hàng tiêu biểu tín nhiệm chúng tôi như Anna Building, công viên phần mềm Quang Trung, thành phố Hồ Chí Minh, Cẩm Hồ Asiana, Lê Dũng, thành phố Hồ Chí Minh, Thiên Nam Building, Ngôi Gia Tự, thành phố Hồ Chí Minh, khách sạn Gold Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, Helios Building, công ty phần mềm Quang Trung, thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống siêu thị Copmart, Đồng Nai, Long An, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, FPT Building, khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, chung cư nhà ở xã hội Lạc Long Quân, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, SK Telecom IT Center, công viên phần mềm Quang Trung, thành phố Hồ Chí Minh, tòa nhà điều hành công viên phần mềm Quang Trung, Jazz 11 Building, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, Tô Ký Tower, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, tòa phúc thẩm tòa án tối cao tại Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng hy vọng là công ty cổ phần GTEC làm phát triển hơn nữa để cùng với chủ đầu tư tạo dựng ra những cái dự án mới để mang tầm vóc là cái quy mô là lớn hơn, to hơn với cái công nghệ kỹ thuật tiên tiến. Trong tương lai thì chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ tiếp tục cùng với công ty kỹ nghệ toàn cầu thực hiện những cái dự án với cái tầm vóc là càng ngày càng lớn hơn, mang lại cho những cái lợi ích của cả hai bên. Trong năm 2020, GTEC đã hoàn thành kịp tiến độ bàn giao Red Green Tower, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy nhanh thi công để kịp bàn giao tòa nhà Metro Tower, Dĩ An, Bình Dương đúng tiến độ. Bên cạnh là nhà thầu cơ điện lạnh M&E, GTEC còn là tổng thầu EPC, dự án điện năng lượng mặt trời quy mô lớn và đồng hành toàn diện cùng các đối tác khách hàng. Sử dụng điện năng lượng mặt trời nói riêng và năng lượng tái tạo nói chung có ý nghĩa quan trọng trong an ninh năng lượng, giảm thiểu biến đổi khí hậu, có lợi ích lâu dài về kinh tế. Có hơn 10 quốc gia phát triển trên thế giới dẫn đầu trong việc sử dụng điện năng lượng mặt trời, trong đó có những cái tên nổi bật như Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Việt Nam là một trong những quốc gia có điều kiện khí hậu thuận lợi để phát triển điện năng lượng mặt trời. Nhiệt độ trung bình tại Việt Nam dao động từ 21 độ C đến 27 độ C và tăng dần từ Bắc vào Nam. Tổng bức xạ năng lượng mặt trời ở Việt Nam vào khoảng 5 kWh, 1 m2 một ngày ở các tỉnh miền Trung và miền Nam và vào khoảng 4 kWh, 1 m2 một ngày ở các tỉnh miền Bắc. Đây là điều kiện tốt để triển khai các dự án năng lượng mặt trời. Không những thế, chính sách và khả năng đấu nối vào hệ thống điện lưới quốc gia ở Việt Nam cũng rất thuận lợi. Quyết định 13 ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển năng lượng điện mặt trời cũng đã được cụ thể hóa tại Việt Nam, trong đó có các dự án phát triển điện mặt trời trên mái nhà. Ngày 17 tháng 7 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 18 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời. Từ đây, năm 2020, một năm bùng nổ của thị trường điện mặt trời, cũng là năm GTEC đạt được những cột mốc ấn tượng, triển khai thành công nhiều dự án lớn khắp trên cả nước. Đặc biệt, GTEC tự hào là nhà đầu tư cho 4 dự án điện năng lượng mặt trời, đáp ứng mong đợi và những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, đạt hiệu suất và sản lượng cao như dự án điện mặt trời mái nhà trang trại với công suất 5 MW tại Đắk Lắk, Đắk Nông, dự án điện mặt trời mái nhà trang trại với công suất 1 MW tại Krông Năng, Đắk Lắk, dự án điện mặt trời mái nhà trang trại với công suất 3 MW tại Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai, dự án điện mặt trời mái nhà trang trại với công suất 2 MW tại Suối Cát, Xuân Lộc, Đồng Nai. Chưa dừng lại ở 4 dự án năng lượng mặt trời vừa nêu,
G-Tech hứa hẹn sẽ mang lại nhiều công trình có quy mô tầm cỡ hơn, đáp ứng sự kỳ vọng của khách hàng. Tôi rất là cảm kích, rất là hạnh phúc được có đội ngũ làm việc của đội ngũ chuyên nghiệp, anh em hết lòng hết sức với công việc yêu nghề và luôn luôn đem lại những giá trị mới nhất cho xã hội. Rất cảm ơn tập thể anh em đoàn kết, đồng lòng ý chí cùng nhau vượt qua những giai khó khăn nhất của công ty, những thời điểm khó khăn nhưng chúng ta đã tồn tại. Hiện giờ công ty đang trên đà phát triển và phát triển nhiều hơn nữa. Rất mong muốn tất cả anh em mọi người cùng đoàn kết lại, cùng chung nhịp bước gỡ tết vươn lên những phần cơ hội kiến thức mới, công nghệ mới đem lại những điều tốt nhất cho xã hội. Sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của G-Tech ngày hôm nay có đóng góp không nhỏ trong việc tạo ra giá trị thặng dư cho xã hội. Từ đây, G-Tech thấu hiểu rằng sự sẻ chia với cộng đồng, đồng bào khó khăn qua những việc làm từ thiện nhân văn sẽ giúp chúng tôi biết yêu thương con người, để mỗi nhân tố của G-Tech cảm nhận được sự đoàn kết, biết giúp đỡ nhau, cùng cố gắng và đưa G-Tech đến với một tầm cao mới. Một năm mới 2021 đã và đang bắt đầu. Hãy cùng chúng tôi nắm chặt đôi tay, trao cho nhau những cơ hội để cùng nhau dựng xây và cho một Việt Nam tươi sáng hơn.